Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 582. Đệ nhất nhân. Nhận lấy chiếc chìa khóa đó, Phương Bảo Nhạc không nói gì cả, mà chỉ đứng ở trên ngọn núi đá bên cạnh Độc Cô Lâm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Có thể thấy được, trên bầu trời đã xuất hiện từng đợt rung động lan tỏa ra khắp nơi, như gợn sóng, khiến cho bản đồ cũng trở nên mơ hồ hơn. Đây không phải là lần đầu tiên bầu trời đêm xuất hiện cảnh tượng thế này. 12 canh giờ trước đã từng xảy ra một lần. Đó chính là dấu hiệu trước khi truyền tống bắt đầu. Kết thúc rồi. Bảo Nhạc thấp giọng nói một câu. Sau đó không nhìn bầu trời đêm nữa mà cúi đầu nhìn về phía Độc Cô Lâm. Nhìn đối thủ đang nằm đó như khó mà đứng dậy nổi. Miệng vẫn còn đang tràn máu tươi kia. Bảo Nhạc lắc đầu thầm than. Không cần nhớ tới nội dung trong từ truyện quan lớn. Với cách đối nhân xử thế của mình, lúc này hắn lại giơ tay phải về phía Độc Cô Lâm vô cùng tự nhiên. Độc Cô Lâm mất hết khí lực nhưng vẫn cố gắng dãy giụa muốn đứng dậy. Khi thấy Bảo Nhạc vươn tay phải ra thì hắn chợt giật mình một lúc, sau đó im lặng vài giây rồi đột nhiên bật cười. Hắn cũng chẳng buồn lau đi vết máu tươi bên môi, chỉ vươn tay nắm lấy cánh tay của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù thân thể vẫn còn run rẩy, nhưng ngay khi Độc Cô Lâm bắt đầu lấy tay mình thì Bảo Nhạc đã kéo ngược lại một cái, giúp Độc Cô Lâm mượn lực ngồi dậy. Dường như động đến vết thương nên Độc Cô Lâm nhe răng nhếch môi một cái, thở hồng hộc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt có bao nỗi rối rắm cảm khái, cùng ánh lên vẻ thưởng thức của kẻ cùng chí hướng. Liên bang các người còn có người lợi hại giống như người không? Cuối cùng Độc Cô Lâm thật sự không nhịn được nữa nên lên tiếng hỏi. Nếu như bàn về nhan sắc thì Vương Bảo Nhạc tự nhận thứ hai thì không có ai dám sừng thứ nhất. Nhưng nếu là chiến lực thì vẫn có cả đống người có thể đánh ngã được ta. Bảo Nhạc ngẩng cao đầu thản nhiên đáp lại. Nếu như là người khác thốt ra những lời này thì nhất định sẽ thấy ngượng miệng. Nhưng qua vô số lần tự thôi miên bản thân mình thì chính Bảo Nhạc hắn cũng tin nhan sắc của mình không ai sánh bằng. Nhất là lúc này hắn đã gầy thật rồi. Lúc trước Độc Cô Lâm chưa từng tiếp xúc với Vương Bảo Nhạc, nghe hắn nói vậy thì cũng phải thộn mặt ra một lúc, sau đó vẻ mặt dần trở nên khá cổ quái. Đúng lúc này lại có tiếng ầm ầm vang vọng khắp vùng đất thi luyện này, sức mạnh truyền thống ở xung quanh ngày càng rõ ràng hơn. Trong lúc những người đứng xem xung quanh và ở bên ngoài đều bị quá trình và kết cục của trận chiến này làm cho chấn động và lặng người đi, thì truyền thống đã bắt đầu. Đây là lần truyền tống thứ hai của vùng đất thi luyện. Tất cả những người không có chìa khóa đều sẽ bị đào thải. Mà vùng đất thi luyện hiện giờ chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc là sở hữu chìa khóa. Mặt thấy truyền tống đã bắt đầu, cảm nhận được sức mạnh truyền tống ở bên ngoài thân thể cùng với sự bài xích của vùng đất thi luyện này, Độc Cô Lâm hít sâu một hơi, nhưng vẫn nhìn không được mà nhìn gương mặt của Vương Bảo Nhạc đã gầy hẳn xuống thêm lần nữa. Hắn ngơ ngác một lúc, sau khi trầm ngâm thì gật gù ra chiều chấp nhận. Thẩm mỹ của liên bang các người đúng là ta biết rồi. Giữa ta và người vốn nên chẳng đội chung trời mới đúng. Độc Cô Lâm thấp giọng nói, sau đó lại lắc đầu. Hắn không phải là kẻ thua mà không chịu nhận. Dù cái giá của trận chiến này quá lớn, nhưng nếu đã như vậy, chiến ý trong mắt hắn lại nhanh chóng bùng lên. Nhìn thẳng vào Bảo Nhạc rồi nói rõ từng chữ một. Vương Bảo Nhạc, trận chiến này đánh rất đã. Sau khi quay về, ta phải bế quan một chuyến. Người cũng phải cố gắng lên. Vì sau khi xuất quan thì ta sẽ đánh thêm với người một trận nữa. Độc Cô Lâm nói đến đây thì chiến ý lại càng mãnh liệt hơn. Thân thể cũng trở nên mơ hồ trước sức mạnh truyền tống. Nhưng dường như ngay cả truyền tống trận cũng không thể xóa nhòa chiến ý cố chấp nhất trong mắt hắn. Ta chờ ngươi đến đánh. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc đáp lại
thì Độc Cô Lâm lại mỉm cười, thân thể hoàn toàn mơ hồ và biến mất hẳn. Cùng lúc đó, những người đứng xem xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Như ngay khi bị truyền tống đi, bọn họ đều không hẹn mà cùng ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo vẻ tôn kính và phức tạp, xen lẫn chút kính sợ. Bởi vì bọn họ biết rõ, kể từ giây phút này, trong hàng đệ tử của Thương Mang Đạo Cung đã không có ai dám xem thường ba chữ Vương Bảo Nhạc đó nữa. Cho dù vẫn còn có vài người không phục, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách khí với hắn hơn. Nói đến cùng thì quy tắc của Thương Mang Đạo Cung cũng là mạch được yếu thua, kẻ mạnh thì làm vua. Lúc này mọi người cũng lần lượt biến mất, ngay cả Triệu Nha Mộng lẫn Khổng Đạo đều hưng phấn và vui mừng. Sau khi bọn họ biến mất thì trong khắp vùng đất thí luyện này chỉ có một mình lại Vương Bảo Nhạc mà thôi. Trong vùng đất thí luyện này đã không còn tồn tại nào khác nữa. Loại yên tĩnh này khiến cho trái tim của Vương Bảo Nhạc thoáng lặng xuống. Hắn lại im lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lần nữa, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong vùng đất thí luyện này kể từ khi mới vào đây cho đến nay. Trong mắt dần lóe lên kỳ quang, đáy lòng lại thầm hỏi một câu: chị đẹp, có phải chờ một ngày nào đó khi ta mạnh hơn, vỏ kiếm bản mệnh của ta sẽ có thể chứa được cả cổ kiếm đồng xanh này vào hay không? Chị đẹp vốn không có bất kỳ phản ứng gì kể từ sau khi tiến vào vùng đất thí luyện đến đây, im lặng một chút rồi thấp giọng trả lời trong đầu của Vương Bảo Nhạc: có thể. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, không còn chần chừ gì nữa, thân thể tiến lên một bước. Bởi vì toàn bộ vùng đất thí luyện đến nay chỉ còn lại có một mình hắn, nên sau khi tất cả mọi người đều bị truyền tống đi thì đợt thí luyện này cũng kết thúc. Truyền tống trận cũng không biến mất như hôm qua mà là chờ Vương Bảo Nhạc quay về. Lúc này sau khi hắn cất bước thì thân thể rời khỏi núi đá mà bước lên giữa hư không. Chân vừa hạ bước thì thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ. Đầu tiên là hai chân, sau đó là tay. Mãi đến khi toàn bộ thân hình đều biến mất hẳn thì đợt thí luyện được tất cả mọi người trong Thương Mang Đạo Cung quan tâm và theo dõi cũng đã kết thúc ở đây. Bảo Nhạc thấy trước mắt hoa lên. Khi truyền tống chấm dứt, trước mắt trở nên rõ ràng thì hắn đã thấy được bầu trời đặc biệt của Thương Mang Đạo Cung, cũng thấy được vô số thân ảnh đang tụ tập ở trên quảng trường, cũng như cảm nhận được ánh mắt dõi theo của bọn họ. Trong những người này có người đã bị hắn đánh bại như Chú Sơ Đạo và Độc Cô Lâm, cũng có Triệu Nha Mộng, Khổng Đạo và những bách tử liên bang khác. Còn có vô số tu sĩ, cả quen biết lẫn xa lạ. Thậm chí, ngay cả những nguyên anh kia và ba người diệt liệt tử cũng dõi mắt nhìn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc khi thấy hắn xuất hiện. Toàn bộ quảng trường rơi vào tĩnh lặng. Đối với đệ tử Thơ Mang Đạo Cung mà nói, mặc dù Vương Bảo Nhạc đến từ liên bang, nhưng phần lớn tu sĩ đều có bản năng tôn kính cường giả. Trong đợt thí luyện này, chính lực mà Vương Bảo Nhạc thể hiện đã đủ cho người ta chấn động thâm thần, thậm chí là khó mà quên được. Nhưng vẫn có một số người sinh ra lòng ghen ghét, chẳng qua là không dám để lộ ra mặt mà thôi. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc hiện giờ đã khác xưa rồi. Đánh thắng Chú Sơ Đạo, lại thắng cả Độc Cô Lâm. Nói hắn là người đứng đầu trong hàng đệ tử của Thương Mang Đạo Cung cũng không ngoa. Ngay cả những nguyên anh kia cũng phải nhìn vào Vương Bảo Nhạc với ánh mắt đầy thâm ý. Rõ ràng trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm trước đó đã vượt xa trình độ kết đan, đạt đến tiêu chuẩn nguyên anh. Thiên kiêu như vậy, đủ để bọn họ xem trọng. Ngay cả Diệt Liệt Tử sắc mặt cũng xa sầm lúc này, cũng phải lộ ra một tia thưởng thức khi nhìn Vương Bảo Nhạc. Nhưng nhiều hơn nữa là tiếc nuối, giống như cảm giác nhân tài như vậy lại không thuộc về phái ta. Lúc này, Du Nhiên Đạo Nhân cũng nhau mắt lại, trên mặt là nụ cười ôn hòa, nhưng tâm tư cụ thể thì không ai biết được. Trong lúc tất cả mọi người đều im lặng, thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu thật sâu với ba người Phùng Thu Nhiên ngồi bên trên. Cái cúi đầu này của Vương Bảo Nhạc khiến cho Phùng Thu Nhiên kích động đứng phát dậy. Diệt Liệt Từ ngồi bên cạnh thầm thở dài một hơi rồi cũng từ từ đứng dậy, sau đó là Du Nhiên Đạo Nhân. Sau khi ba người bọn họ đứng lên thì những nguyên anh xung quanh cũng lần lượt đứng dậy, tiếp theo là tất cả các đệ tử ở trên quảng trường. Chuông vang.
Phùng Thu Nhiên lướt qua Diệt Liệt Tử mà ra lệnh. Nếu đổi lại là lúc khác, thì Diệt Liệt Tử nhất định sẽ vật ý. Nhưng này ông ta cũng không nói gì, ngầm chấp nhận hành động của Phùng Thu Nhiên. Chúc mừng đệ tử Vương Bảo Nhạc của Thương Mang Đạo Cung chúng ta đứng thứ nhất trong thi luyện lá phòng tín, giành chọn 3 chiếc lá phòng tín, cũng có thể tự mình phân chia. Trong tiếng cười nói ôn hòa của Phùng Thu Nhiên, từng tiếng chuông đột nhiên ngân vang khắp Thương Mang Đạo Cung. Tiếng chuông này có khí thế cực lớn, lan rộng ra khắp bốn phương. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc được mọi người dõi theo, cũng khó tránh khỏi dậy sóng. Hắn mỉm cười nhìn mấy người chiều nhã mộng, sau đó lại ôm quyền cúi đầu với ba người Phùng Thu Nhiên thêm lần nữa. Tạ ơn ba vị trưởng lão. Sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, trong bách tử liên bang xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô đầy hưng phấn. Thanh âm này vang vọng khắp xung quanh, khiến những đệ tử của Thương Mang Đạo Cung khác ở xung quanh cũng lấy lại tinh thần, cả đám đều bàn tán xôn xao. Thậm chí có người còn chủ động bước lên bắt chuyện với bách tử liên bang, khiến cho nơi này thoáng cái đã trở nên rộn ràng. Tạ Hải Dương đứng ở giữa đám người cũng hưng phấn, đến mức hai mắt sáng rực lên, bắt đầu thu hoạch sau khi vụ cánh cược kết thúc. Lúc này, ba cái bát mà hắn úp xuống lúc đầu cũng đã bị người khác hỏi thăm. Tạ Hải Dương bèn cười lớn mở ra cái bát đầu tiên, bên trong có một miếng thẻ ngọc được khắc ba chữ. Đúng là Vương Bảo Nhạc. Sau đó cái bát thứ hai và thứ ba cũng bị mở ra. Không ngoài dự đoán, tất cả đều viết ba chữ Vương Bảo Nhạc. Chương 583 đã khác xưa. Trong sự đắc ý của Tạ Hải Dương, trong sự kính nể và thân tình phức tạp của những mọi người ở trên quảng trường dành cho Vương Bảo Nhạc, cùng tiếng chuông ngân vang từng hồi, sau khi Phùng Thu Nhiên tuyên bố kết quả thì đợt thi luyện này xem như đã chính thức kéo màn kết thúc. Tiếp theo chính là đến bái cung các một chuyến. Chẳng qua bái cung các nằm ở phần thân kiếm cách nơi này rất xa. Mặc dù Thương Mang Đạo Cung cũng có trận pháp để truyền tống thẳng qua đó, nhưng mỗi lần mở ra trận pháp này đều phải chuẩn bị rất lâu, nên mới cần chờ một thời gian ngắn nữa mới có đủ điều kiện mở nó. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, sau đợt thi luyện này và có được ba lá phòng tín, dù là thân phận hay địa vị của Vương Bảo Nhạc ở Thương Mang Đạo Cung này đều đã khác hẳn khi xưa. Nhưng hắn cũng không ở lại đảo chính của Thương Mang Đạo Cung lâu. Sau khi Phùng Thu Nhiên tuyên bố kết quả xong thì hắn đã cáo từ rời đi. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đợt thi luyện này vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải phút cuối bộc phát tiềm lực thì hắn căn bản không thể nào thắng được Độc Cô Lâm. Này tu vi của hắn vừa mới đột phá, cần phải củng cố thật nhanh. Điểm này Phùng Thu Nhiên đương nhiên cũng hiểu, nên trước khi Bảo Nhạc đi, cô đã tặng ngay cho hắn một lọ đan dược củng cố tu vi chẳng chút tiếc rẻ. Đan dược này có giá trị rất xa xỉ, dù là chữa thương hay tu hành đều vô cùng thích hợp. Bảo Nhạc nhận xong thì cảm tạ một phen, lúc này mới cùng Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo và Trác Nhất Phàm rời đi. Theo bọn họ còn có không ít bách tử liên bang đang hưng phấn và kích động. Mọi người đứng lại ở trước cửa sơn môn của Thương Mang Đạo Cung hàn huyên một phen. Lúc này Bảo Nhạc mới lên đường, hóa thành cầu vồng rời khỏi đảo chính, quay về Thanh Hòa đảo của mình trước ánh mắt dõi theo của bách tử liên bang. Triều Nha Mộng và những người khác cũng tự động giải tán và quay về động phủ của mình sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi. Nhưng dù bọn họ rời đi thì làn sóng dư âm của đợt thi luyện này cũng không biến mất nhanh như thế, mà được lan truyền khắp nội cung của đạo cung, trở thành đề tài bàn tán của những đệ tử trong lúc trà dư tiểu hậu. Nhưng Bảo Nhạc cũng không quan tâm tới chuyện này. Lúc này hắn đang sốt ruột, dùng tốc độ nhanh nhất để quay về Thanh Hòa đảo. Sau khi tới nơi thì lập tức bước vào động phủ bế quan. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vừa ổn định tu vi vừa xem xét vệ trung của mình thật kỹ. Thanh liền đã mất rồi, lôi đàn không còn, bình đàn cũng vậy. Vương Bảo Nhạc có phần ủ rũ, nhớ tới biến hóa của vệ trùng ở phút giây cuối cùng. Tuy rằng hắn cảm thấy dường như biến hóa này sẽ có lợi cho bản thân mình,
nhưng lúc này vẫn nhìn không được mà vào đầu suy tư. Sau đó hắn lại tản ra linh thức, thử tiến vào bên trong phệ trùng để xem rõ thực hư ra sao. Sau khi linh thức của Bảo Nhạc lan ra, tiến sâu vào bên trong phệ trùng, thì hắn nhanh chóng nhìn thấy một khu vực hư vô tối tăm. Không rõ hư vô này rộng bao nhiêu, bên trong vô cùng yên tĩnh và trống trải, chỉ có một gốc thanh liên đang lắc lư ở giữa hư vô này mà thôi. Nhìn thanh liên cùng với lôi đan và minh đan trên đó, lúc này Bảo Nhạc mới thở phào một hơi, nhưng không tìm được cách đưa chúng nó ra. Hắn có cảm giác thanh liên, lôi đan và minh đan của mình đã hoàn toàn hòa làm một với phệ trùng, giống như sinh ra biến hóa nào đó. Mặc dù nghiên cứu kỹ nhưng vẫn không tìm được nhiều manh mối hơn. Cuối cùng Bảo Nhạc chỉ có thể bỏ cuộc. Sau khi thu hồi linh thức, hai tay của hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết, lôi phân thân tách ra từ bên trong bàn tay của hắn. Xem xét xong thì hắn chợt phát hiện lôi phân thân của mình hơi khác trước đó. Thay đổi này thể hiện ở khả năng hấp thu. Dường như sau khi thả lôi phân thân này ra thì nó có thể tự động hấp thu linh khí thiên địa để tu luyện. Bảo Nhạc lấy làm giật mình, mở to hai mắt ra. Sau khi tập trung quan sát thật kỹ thì sắc mặt của hắn dần trở nên quái dị. Hắn giơ tay phải lên chỉ một cái, một thanh phi kiếm bay ra khỏi vòng tay chữ vật, bắn thẳng đến chỗ lôi phân thân, nhưng lại không thể đâm xuyên qua nó mà chỉ rách ra một chút mà thôi. Nhưng vết thương này lại lành ngay trong chớp mắt. Điều này không khỏi khiến cho Bảo Nhạc trầm tư. Sau đó hai mắt sáng quắc lên. Có thể tu hành. Điều này có liên quan đến phệ trùng. Đồng thời phân thân lại kiên cố, tốc độ khôi phục lại cực nhanh. Cái này lại có liên quan tới thanh liên. Trái tim của Vương Bảo Nhạc bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn đoán phân thân này cũng ẩn chứa một phần sức mạnh minh đan. Tiếc là xung quanh không có quỷ hồn để thử nghiệm, nhưng Bảo Nhạc lại tin chắc vào điểm này. Hay lắm, như vậy thì chiến lực của lôi phân thân này sẽ khó mà lường được. Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó bản thể lại thử thi triển minh hỏa và sức mạnh nhục thân. Phát hiện, dù phệ trùng đã nuốt hết tất cả, nhưng với bản thân mình thì mọi thứ vẫn bình thường, thậm chí lại có tiến bộ vượt bậc. Lúc này hắn cũng đặt chuyện này qua một bên, không nghĩ tới nó nữa, mà lấy thẻ ngọc lôi công pháp lôi tiên biến ra để xếp tầng thứ ba của nó. Công pháp lôi tiên biến, một tầng có thể khiến cho toàn bộ thần thông của hắn đều ẩn chứa sức mạnh lôi điện, lại thể hiện cực kỳ rõ ràng trên thân thể. Còn tầng thứ hai thì ngưng tụ ra một lôi phân thân. Sự xuất hiện của lôi phân thân này đã giúp ích rất nhiều cho Vương Bảo Nhạc. Nhưng thật ra thứ hắn khát vọng nhất vẫn là tầng thứ ba. Một khi tu hành tầng thứ ba lôi tiên biến thì có thể giúp hắn thay đổi vị trí với phân thân trong chớp mắt. Mặc dù không bằng thuấn gì, nhưng cũng không kém là bao. Giúp cho chiến thuật của hắn cũng trở nên linh hoạt hơn, cũng có thể ra tay bất cứ. Nếu nói tăng cao chiến lược của hắn cũng không ngoa. Ví như trận chiến Độc Cô Lâm vậy, nếu như lôi phân thân và bản thể của Bảo Nhạc có thể đổi vị trí, lợi dụng loại linh hoạt này, dù tu vi không đột phá thì cũng chẳng đến mức không có sức đánh trả khi Độc Cô Lâm mở tầng phong ấn thứ hai. Nghĩ tới đây, trong lòng của Bảo Nhạc lại nóng lên, bắt đầu nghiên cứu lôi tiên biến tầng thứ ba và thử tu luyện. Chỉ là càng về sau thì lôi tiên biến này lại càng khó tu luyện hơn. Không thể luyện thành trong thời gian ngắn được, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không sốt ruột, chỉ từ từ tu luyện trong quá trình ổn định tu vi. Đồng thời hắn cũng không quên trúc đoạt đế khải của mình, mỗi ngày đều rút ra thời gian để tu luyện tầng thứ hai của trúc đoạt đế khải. Đế khải tầng thứ hai sau khi biến đạo ra sẽ xuất hiện cả xương cốt, tạo thành một bộ giáp xương vô cùng đáng sợ, giống như tạo thành một lớp vỏ bọc bằng xương ở bên ngoài cơ thể. Có thể nói, một khi tu thành thì uy lực của nó sẽ tăng mạnh trên diện rộng. Có điều cũng giống như lôi tiên biến tầng thứ ba, quá trình tu luyện diễn ra khá chậm, thậm chí trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc thì nó còn khó hơn và chậm hơn cả lôi tiên biến. Ngoại trừ cần ngộ tính ra thì còn cần một lượng tài nguyên rất lớn. Dù Phùng Thu Nhiên đã cho Vương Bảo Nhạc một lọ đan dược xa xỉ, nhưng bấy nhiêu vẫn dùng không đủ. Bảo Nhạc suy nghĩ thêm một thời gian, đành chuyển mục tiêu sang Bái Cùng Các.
Thầm nghĩ một khi mình khắc tên lên đạo điệp thì cũng không cần về vội, phải lấy thân phận của đạo điệp để kiếm trác một phen trong thần kiếm mới được. Thân phận càng cao thì có thể đến được nhiều nơi hơn, cũng có thể bỏ qua được nhiều cấm chế hơn. Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng tràn ngập chờ mong, đồng thời cũng quan sát vỏ kiếm bản mệnh của mình. Đến này, xem như hắn đã tin lời chị đẹp từng nói về uy lực của vỏ kiếm. Tuy lúc này khả năng để nó chém thêm một kiếm như thế thì không cao lắm, phải dưỡng lại một thời gian dài mới được. Nhưng uy lực của một kiếm kia dùng với ý nghĩa đại biểu cho vỏ kiếm này khiến cho Bảo Nhạc càng thêm chấp nhất với chuyện thăng cấp nó thành pháp binh cấp 7. Nhất định phải đến thần kiếm một chuyến mới được. Phương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, nhưng hắn cũng biết rõ việc này không thể nóng vội nên tiếp tục bế quan thêm nửa tháng. Sau khi dùng hết đan dược thì hắn định đến đạo cung một chuyến, đổi chiến công của mình lấy những đan dược phụ trợ tu luyện khác. Trước khi đi, Bảo Nhạc còn lấy một cái gương ra khỏi vòng tay chữ vật. Nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng có phần xa lạ trong gương, hắn không khỏi cảm khái. Tự nhiên đẹp trai bất ngờ quá, làm mình rối tay, không kịp chuẩn bị tinh thần. Cảm khái xong, Bảo Nhạc theo bản năng muốn vỗ bụng một cái, nhấc lại vỗ vào không khí. Lúc cúi đầu nhìn xuống thì mới sực nhớ bụng của mình này đã không còn lớn như xưa nữa rồi. Vương Bảo Nhạc ơi là Vương Bảo Nhạc, rõ ràng người có thể dùng cái mặt để kiếm cơm ăn, nhưng lại chọn dựa vào sự cố gắng và thực lực của bản thân như thế. Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, sau đó lại cảm khái thêm một lúc rồi mới tạo dáng, chụp một tấm hình tự sướng rồi gửi lên nhóm chat Bách Tử Liên Bang. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi Thanh Hòa Đảo. Lần này đến Thương Mang Đảo Cung, Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được đãi ngộ khác hẳn trước kia. Gần như ngay khi hắn vừa đặt chân lên đảo chính của Thương Mang Đảo Cung thì đã có người đứng từ xa nhìn thấy, sau đó lập tức tới gần rồi ôm quyền bái kiến hắn. Cũng không phải chỉ có một hai người bái kiến, sau khi Vương Bảo Nhạc đi vào thì tất cả tu sĩ nhìn thấy hắn đều lũ lượt bái kiến. Ánh mắt kính nể và sợ sệt của bọn họ làm cho Vương Bảo Nhạc thoảng thốt, có ảo giác như đã quay về đạo viện phiêu miểu vậy. Nhất là ở chỗ tấm bia đá nhận nhiệm vụ, nơi này có rất nhiều tu sĩ. Sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc lập tức gây ra xôn xao, tất cả nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đều cúi đầu bái kiến, lùi lại nhường đường, hệt như nhìn thấy những thân truyền khác vậy. Loại đãi ngộ này khiến cho Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý. Chuyện khiến hắn tự hào nhất chính là dọc theo đường đi lại có mấy nữ đệ tử Thương Mang Đạo Cung dõi mắt lấp lánh nhìn theo hắn, khiến lòng người vừa hả hê lại vui sướng. Không biết kết cấu thân thể của nữ tu trên Thương Mang Đạo Cung này có giống với liên bang ở trái đất không nhỉ? Bảo Nhạc chớp mắt bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề đầy tính học thuật này. Chương 584. Người tới từ liên bang. Mang theo suy tư về vấn đề mang tính học thuật vô cùng nghiêm túc này, Bảo Nhạc dùng không ít chiến công để đổi lấy rất nhiều đan dược. Mãi cho đến khi hắn chuẩn bị rời đi thì vấn đề học thuật kia vẫn chưa có đáp án. Thế nên Bảo Nhạc cảm thấy mình nên hy sinh vì liên bang, vì sứ mạng cao cả là củng cố mối quan hệ kết minh giữa liên bang và Thương Mang Đảo Cung một phen. Dù sao thì mình cũng là tổng thống liên bang tương lai. Thôi vậy, mình không hy sinh thì ai hy sinh? Bảo Nhạc thở dài một tiếng, đưa số liên lạc của mình cho mấy nữ đệ tử đã đỏ mặt chạy tới hỏi về vài vấn đề trong tu hành. Chuyện đột phá kết đan sơ kỳ ấy à? Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp và thâm ảo. Thế này đi, tối nay các cô cứ đến Thanh Hòa Đạo tìm ta, ta sẽ chỉ điểm cho các cô một phen. Phương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, sau khi nghiêm nghị tu một tràng như thế thì mới rời khỏi đảo chính của Thương Mang Đảo Cung. Một đường cảm khái về sự thay đổi của mọi người, Bảo Nhạc cũng thấy cảnh tượng vài Bách Tử Liên Bang đang nói cười vui vẻ với tu sĩ đảo cung. Đồng thời mấy ngày nay, thông qua nội dung trò chuyện của mọi người trên nhóm chat cục vực linh võng của Bách Tử Liên Bang, Bảo Nhạc biết rõ sau khi thi luyện kết thúc, mặc dù không phải toàn bộ nhưng có một phần đệ tử đạo cung đã thay đổi thái độ đối xử đối với tu sĩ liên bang. Thậm chí có người còn chủ động làm quen,
giúp cho Thương Mang Đạo Cung và Liên Bang đã tiến vào bước đầu hòa hợp. Không chỉ Bảo Nhạc mà cả Phùng Thu Nhiên cũng dõi theo sát sao và biết được chuyện này. Cô rất vui mừng khi thấy kết quả này, đồng thời cũng bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn và tạo áp lực cho Diệt Liệt Tử trong việc đưa nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai tới. Lần này Diệt Liệt Tử lại im lặng, dù là ước định trước đó hay là biểu hiện của Vương Bảo Nhạc đều khiến cho ông không thể nói được gì, chỉ có thể chấp nhận chuyện này mà thôi. Đây có thể xem như lần đầu toàn thắng của Phùng Thu Nhiên trong mấy năm gần đây. Không cần phải trả bất kỳ cái giá lớn nào cũng có thể thuận lợi hoàn thành việc này. Thậm chí, các đệ tử vốn có thành kiến với Liên Bang ở dưới trướng cô này ít nhiều gì cũng đã thay đổi thái độ. Người thay đổi rõ ràng nhất chính là Lục Vân và Hứa Minh. Thân là đệ tử thân truyền, dù chưa từng giao thủ với Vương Bảo Nhạc ở trong vùng đất thí luyện, nhưng trận chiến đó vẫn tạo thành chấn động cực lớn khó có thể diễn tả đối với họ. Thế nên bọn họ cực kỳ tán thành Vương Bảo Nhạc. Cũng chính vì vậy nên giúp cho không ít người từng nghĩ đến chuyện đổi lập trường dưới trướng của Phùng Thu Nhiên thay đổi thái độ. Có thể nói sự quật khởi của Vương Bảo Nhạc đã giúp ích rất nhiều cho Phùng Thu Nhiên, khiến cho quyền lên tiếng của cô ở Thương Mang Đạo Cung cũng dần trở lại chiếm thế chủ đạo. Nên nửa tháng sau, việc truyền tống của nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai thành công thông qua. Đây cũng là chuyện quan trọng đối với Liên Bang, nhất là trước đó đặt ra cả danh sách nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn của Thông Bang Đạo Cung. Thậm chí Liên Bang cũng đã đoán được có chuyện xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng nay tình thế lại thay đổi. Sau khi biết được chuyện thì Liên Bang cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không đến đường cùng thì Liên Bang cũng không muốn khai chiến. Cũng chính vì như vậy nên danh sách Bách Tử Liên Bang lần này lại được thay đổi đôi chút sau khi Đoan Mộc Tước, Lý Hành Văn và tất cả các tầng Liên Bang cùng bàn bạc. Mục tiêu không chỉ là giúp đỡ Phùng Thu Nhiên nữa mà là có mục đích khác. Cứ như vậy, vài ngày sau khi truyền tống trận được chuẩn bị, Thương Mang Đạo Cung thông báo cho nhóm Vương Bảo Nhạc biết về việc nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai đã tới, thì Vương Bảo Nhạc lập tức kết thúc bế quan, chạy thẳng tới đảo cung. Toàn bộ Bách Tử Liên Bang đều hội tụ lại ở bên ngoài truyền thống trận của Thương Mang Đạo Cung. Bọn họ không ngẹn mà đứng ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc, lấy hắn làm đầu. Đồng thời đệ tử Thương Mang Đạo Cung cũng đến rất đông. Sau khi Phùng Thu Nhiên, Diệt Liệt Tử, Du Nhiên Đạo Nhân xuất hiện, thì truyền thống trận cũng dần dần mở ra. Theo tiếng ngầm ầm vang vọng khắp nơi, trận pháp trên sao thủy bên ngoài của Kiếm Đồng Xanh cũng khởi động cùng lúc. Cả hai cũng dần xuất hiện ở bên ngoài truyền thống trận của Thương Mang Đạo Cung. Từng làn sóng lan tỏa, lại có gió mạnh phớt qua, thổi bay tóc và đạo bào của mọi người. Lúc này, từng bóng người trong truyền thống trận cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Theo từng bóng người xuất hiện, thì đồng tử của Bảo Nhạc đột nhiên co rút lại. Bởi vì hắn nhìn thấy người đầu tiên là một tu sĩ trung niên đứng đầu trong nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai này. Người nọ có gương mặt tuấn lãng, thoạt nhìn đại khái chừng 40, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ tang thương, trên người mang theo một cỗ khí thế của thượng vị giả, không giận mà tự uy. Rõ ràng chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng cảm giác hắn mang đến cho người khác lại hoàn toàn không tầm thường. Hắn đúng là tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, đã bị chế tài phải bế quan một giáp ở bên trong tông môn, không thể ra ngoài vì sự kiện ở trên mặt trăng, Hứa Vân Khôn. Có lẽ do cướp được cơ duyên thất bại, lại bị chế tài các kiểu, nên vị đứng đầu một tông môn năm đó hãy còn bộ dạng thiếu niên non nớt. Mặc dù đường nét gương mặt vẫn không nhìn thay đổi gì nhiều, nhưng này thoạt nhìn đã bước vào độ trung niên. Thân là cường giả thế hệ trước của Liên Bang, thậm chí bối phận còn cao hơn cả Đoan Mộc Tước, đứng ngang hàng cùng với Lý Hành Văn và Nghị Viên Trưởng, đồng thời cũng là một trong những tu sĩ đã đến cổ kiếm đồng xanh đầu tiên cùng thời với Lý Hành Văn năm đó. Sự xuất hiện của hắn chẳng những khiến cho Bảo Nhạc lắp bắp kinh hãi, mà còn khiến không ít nguyên anh trong Thương Mang Đạo Cung cũng phải kinh ngạc. Chỉ có Phùng Thu Nhiên là vẫn bình thản như thường, rõ ràng cô đã biết trước là Hứa Vân Khôn này sẽ đến. Cùng lúc đó, những bóng người ở bên trong truyền tống trận cũng ngày càng rõ ràng hơn. Chỉ lát sau, Bảo Nhạc đã thấy được vài gương mặt quen thuộc,
Ca Chắc Nhất Tiên lẫn Kim Đao Minh đều ở trong số đó. Ngoài ra, trong số những người còn lại, Bảo Nhạc phát hiện số lượng người lạ nhiều hơn người quen. Có thể nói, trong số những người liên bang tới đây lần này thì có hơn phân nửa là người lạ đối với hắn. Nhưng có một điểm chung, ấy chính là nhóm thứ hai tới đây phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ, ít nhất thì chỉ nhìn dung mạo thôi cũng đã đủ hết hồn. Bảo Nhạc nhau mắt lại như có điều suy nghĩ. Sau khi Kim Đao Minh đứng vẫn trong trận pháp thì đưa mắt nhìn ra xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Ánh mắt đào qua người của Vương Bảo Nhạc, nhưng tìm một vòng thì lại ra vẻ nghi hoặc, cuối cùng lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lần nữa, giống như nhìn cho thật kỹ, rồi mới mở to hai mắt ra, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc như khiếp sợ tột độ. Rõ ràng Trác Nhất Tiên cũng không nhận ra được Vương Bảo Nhạc, nhưng lại thấy được Trác Nhất Phàm nên đánh mặt hừ một tiếng. Không để ý tới bộ dáng kinh hãi như gặp phải người đẹp trai nhất vũ trụ của Kim Đao Minh, Bảo Nhạc hắng giọng một cái, kiêu ngạo hất cầm lên. Nhưng trong lòng lại bắt đầu suy xét về dụng ý của Liên Bác lần này. Đám nam thành nữ tú kia thì khỏi cần phải nói tới rồi. Sự xuất hiện của tông chủ Lợi Tinh Hà Lạc Nhật Tông lại khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy dường như đây là lão cáo già do liên bang phái đến đây để tọa trấn. Ta nhớ lúc trước hắn bị phạt phải bế quan một giáp. Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì đột nhiên mỉm cười. Hắn thấy dù vị Hứa tông chủ này tới đây để lập công chuộc tội hay dùng thủ đoạn khác để tới thì cũng được. Với tính cách tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn không tầm thường của người này, sự có mặt của hắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cục diện liên bang ở Thương Mang Đảo Cung. Với những kinh nghiệm ở liên bang thì chắc lão cáo già này sẽ dễ sống ở đây hơn mình ấy chứ. Bảo Nhạc suy tư, truyền tống cũng dần chấm dứt. Sau khi tất cả mọi người đều xuất hiện thì tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mới bước lên. Trên mặt là nụ cười ấm áp, rất đỗi chân thành, ôm quyền cúi đầu với ba người Phùng Thu Nhiên. 30 năm không gặp, Phùng trưởng lão vẫn trẻ trung như thế, nhưng vãn bối thì đã già rồi. Hứa tông chủ cảm khái rồi lại bái kiến Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân. Mặc dù thái độ rất cung kính, nhưng lại không kiêu ngạo hay nịnh nọt. Bản thân của hắn là nhóm người đầu tiên tới đây khi xưa, nay lại là đứng đầu một tông môn trong liên bang. Ngay cả Diệt Liệt Tử cũng mỉm cười đáp lễ, Du Nhiên đạo nhân thì tươi cười rồi hàn huyên vài câu, quá trình vô cùng thân thiết. Cứ như thế, sau khi hàn huyên một lúc, cũng giống như nhóm bách tử liên bang đầu tiên, nhóm người thứ hai này cũng nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi, chia ra khắp các đảo nhỏ. Chẳng qua hiện tại, quyền lên tiếng của Phùng Thu Nhiên là lớn nhất, nên cô cũng làm chủ đưa phần lớn nhóm bách tử liên bang thứ hai này đến ở cùng với nhóm bách tử liên bang đầu tiên. Như vậy thì có thể khiến cho bọn họ làm quen với Thương Mang Đạo Cung nhanh hơn, cũng giúp cho cái thế lực của liên bang ở Thương Mang Đạo Cung tăng mạnh không ít. Riêng Hứa Vân Khôn thì được giữ lại ở đảo chính. Thân phận của hắn giúp hắn nhận được nhiều ưu đãi hơn khi ở đây, mặc dù không bằng Vương Bảo Nhạc nhưng cũng không thua kém gì nhiều. Đồng thời, Phùng Thu Nhiên cũng mỉm cười đồng ý với yêu cầu để cho vài bách tử liên bang cùng ở lại đảo chính với hắn. Cứ như thế, sau khi lứa bách tử liên bang đầu tiên hưng phấn đưa những đồng hương vừa tới, vẫn chưa kịp đi làm quen hết thì Kim Đao Minh đã chạy vội tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Hắn vừa muốn mở miệng thì Hứa Vân Khôn của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã đi tới, thản nhiên nói một câu với Kim Đao Minh. Kim Đao Minh, ngươi chờ ôn chuyện với Vương Thành Chủ sau đi vậy, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Vương Thành Chủ. Kim Đao Minh chớp mắt nhìn, sau đó gật đầu cáo từ, trước khi đi còn cho Vương Bảo Nhạc một cái ánh mắt. Với hiểu biết của Vương Bảo Nhạc về Kim Đao Minh thì ý tứ của ánh mắt này rõ ràng đang nói cho hắn biết lão gia hỏa này cũng có thể xem như một người nhà. Sau khi Kim Đao Minh rời đi, Bảo Nhạc lười nhắc nhìn Hứa Vân Khôn. Hứa tông chủ, có chuyện gì? Vương Bảo Nhạc hứng ngờ đáp. Hứa Vân Khôn nhìn Vương Bảo Nhạc, trên mặt đầy vẻ phức tạp, trong ánh mắt ánh lên vẻ hồi ức. Hắn còn nhớ rõ năm đó ở Mặt Trăng là do kẻ này đã phá hỏng chuyện tốt của mình, trở thành người nhận được lợi ích nhiều nhất. Chương 585.
gió thổi tan thù xưa. Nhưng mấy năm không gặp, chẳng khác gì biển cả, hóa nương dâu. Này gặp lại, uy áp trên người của vương Bảo Nhạc lại khiến cho kết đan đại viên mãn như mình cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Nhất là nghĩ tới chuyện về đợt thi luyện và liên quan tới bách tử liên bang do Phùng Thư Nhiên gửi về mà Đoan Mộc Tước đã kể cho mình nghe lúc vừa xuất quan. Tất cả những chuyện này khiến cho Hứa Vân Khôn không thể không thừa nhận giang sơn rộng lớn lúc nào cũng có nhân tài. Thế nên Hứa Vân Khôn hít sâu một hơi rồi mỉm cười với Vương Bảo Nhạc. Vương Thành Chủ, có thể đến động phủ của người nói chuyện một lúc không? Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại dò xét vị Hứa Tông Chủ này một phen, trong đầu cũng nhớ lại cảnh tượng nằm đó. Đó cũng là gần kề với cái chết nhất của hắn trong đời này. Từ việc trúc cơ bị đoạt mất đến khi tìm được đường sống trong chỗ chết, tạo thành việc giết chóc của mình ở trên mặt trăng. Này nhớ lại thì tồn tại chẳng khác gì thần tiên ở trước mặt mình năm đó, nay dù không dùng tới đế khải cũng có thể trấn áp. Biến hóa cơ này khiến Bảo Nhạc cũng phải lắc đầu mỉm cười. Với người quen đọc tự truyện quan lớn và nắm giữ chức vụ cao ở liên bang như hắn, dù trong lòng vẫn không ưa vị Hứa tông chủ này nhưng cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra, chỉ mỉm cười gật đầu mà thôi. Thế nên hai người bay lên rời khỏi đảo chính của Thương Mang Đảo Cung, một đường im lặng, thậm chí còn không quay về Thanh Hòa Đảo mà đáp xuống một khoang đảo vắng vẻ. Trong mắt của Hứa tông chủ ánh lên vẻ thưởng thức, thầm nghĩ Bảo Nhạc này xử sự đúng là cẩn thận. Đây là sợ ở trên Thanh Hòa Đảo có một vài thủ đoạn không ai biết dùng để nghe lén. Đồng thời rõ ràng hắn đã đoán được mục đích của mình nên mới đưa mình tới nơi hoang vắng thế này. Vừa đáp xuống thì Hứa Vân Khôn lập tức bấm niệm pháp quyết, chỉ tay ra xung quanh, đồng thời còn lấy một chiếc la bàn trong vòng tay chứa vật ra đặt ở dưới chân. Chiếc la bàn kia lập tức phát sáng, tạo thành một tầng bảo hộ, bao bọc lấy cả hai người vào bên trong. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng bấm niệm pháp quyết và lấy ra không ít đồ, thậm chí còn tản ra linh thức. Mãi cho đến khi hai người cùng ra tay, xác định nơi này không có gì đáng lo nữa, thì Hứa Vân Khôn mới hít sâu một hơi. Hẳn là không có vấn đề gì nữa rồi. La bàn này là do liên bang bí mật nghiên cứu và chế tạo ra. Theo phán đoán thì có thể tránh được dò xét của thông thần trong vòng một nén nhang. Vương Bảo Nhạc gật đầu, ngồi một bên nhìn Hứa Vân Khôn chờ hắn nói tiếp. Vương Thành Chủ, chuyện năm đó, vị trưởng lão ra tay khi đó, này vẫn đang bị trấn áp ở sau kim. Lão Phu cũng bị trách phạt, mong ngươi bỏ qua cho. Lần này lão phu đến thật ra là để lập công chuộc tội, không có quyền chỉ trò gì với Vương Thành Chủ, thậm chí đôi khi còn cần Vương Thành Chủ tương trợ. Hứa Vân Khôn nói xong lại ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ hiện nay thế lực của liên bang ở Thương Mang Đạo Cung là do Vương Bảo Nhạc dẫn đầu, nhất là sau đợt thi luyện kia thì thân phận của Vương Bảo Nhạc ở đây đã cao hơn hẳn tất cả những người của liên bang. Hắn sợ mình tới đây sẽ khiến cho Bảo Nhạc hiểu lầm nên phải giải thích rõ ràng trước tiên. Ta tới đây có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng một truyền tống trận loại nhỏ. Mục đích của trận này là để đề phòng lỡ như một khi khai chiến thì sẽ trở thành đường lui của chúng ta. Nghe vậy thì trong lòng của Vương Bảo Nhạc cũng dễ chịu hơn, suy tư một lúc rồi gật đầu. Việc này Vương Mỗ nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng người phải làm việc cẩn thận, nhất là để ý Du Nhiên đạo nhân. Vương Bảo Nhạc nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói. Du Nhiên đạo nhân. Ánh mắt của Hứa Vân Khôn lóe lên. Ta không có chứng cứ, nhưng luôn có cảm giác mức độ uy hiếp của kẻ này còn cao hơn cả Diệt Liệt Tử. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói tiếp. Hứa Vân Khôn nhớ có điều suy nghĩ. Nếu như là kẻ khác nói những lời này thì hắn vẫn sẽ nghi ngờ một phen, nhưng nếu là Vương Bảo Nhạc nói thì hắn sẽ xem trọng hơn. Sau khi ghi nhớ việc này thì trong lòng của Hứa Vân Khôn và Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu nói chuyện sâu hơn, chủ yếu là nói về chuyện xảy ra trong vòng một năm này. Cùng với tình hình của Bách Tử Liên Bang ở đây, Hứa Vân Khôn cần phải biết rõ tình hình cụ thể thì mới có thể bắt đầu nhiệm vụ thứ hai của mình được. Sau khi nghe thấy chuyện có người tử vong và những gian nan của Bách Tử Liên Bang trong thời gian này,
cùng với tính cách có phần mềm yếu của Phùng Thu Nhiên, Hứa Vân Khôn có phần chần chừ một lúc rồi cười khổ nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Thành Chủ, có vài lời không biết có nên nói ra hay không, nếu như ta nói thì mong người đừng hiểu lầm. Vương Bảo Nhạc nghe vậy chỉ nhìn sang Hứa Vân Khôn, cũng nghiêm mặt gật đầu nói: người cứ nói đi. Hứa Vân Khôn ngầm nghĩ, trong mắt ánh lên tia sáng thầm thúy, khí thế trên người lại càng giống một lão cáo già hơn, nhẹ giọng nói: Vương Thành Chủ, nhóm Bách Tử Liên Bang đầu tiên các người tới đây đã hơn một năm, mỗi bước đều gian nan, bị xa lánh khắp nơi, việc này ta đã hiểu rõ. Nhưng người có biết các người đã sai ở đâu không? Có lẽ hành vi của các người không sai, nhưng suy nghĩ của các người đã sai thì sao? Trong suy nghĩ của các người chưa từng cho là mình phải hòa nhập vào Thương Mang Đạo Cung, cho dù là có thì cũng rất yếu. Loại tiềm thức này đã tự nhiên cách ly các người và Thương Mang Đạo Cung rồi. Cũng giống như mụn nhọc mọc ra ở trên da của họ vậy. Có lẽ ví dụ này của ta cũng ổn lắm, nhưng chính là ý đó. Nếu chỉ là một cái mụn nhọt ở trên da thì có cạo đi cũng chẳng gây tổn thất gì cho Thương Mang Đạo Cung cả. Hứa Vân Khôn thở dài, dùng kinh nghiệm cả đời mình để phán đoán chuyện này. Sau đó suy nghĩ một lúc rồi mới nói ra. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì giật mình kinh ngạc. Hắn nhắm mắt trầm ngâm một lúc, cảm thấy lời của Hứa Vân Khôn nói ra rất có lý. Bảo Nhạc hắn cũng không phải kẻ cố chấp. Sau khi mở mắt ra thì Vương Bảo Nhạc mới ôm quyền cúi đầu với Hứa Vân Khôn: xin Hứa Tông Chủ chỉ dạy. Vương Thành Chủ đã khắc khí rồi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nếu bản thân Hứa Mỗ mà ở trong hoàn cảnh này thì e là cũng chưa nắm chắc nhìn ra được. Hứa Vân Khôn mỉm cười, cúi đầu đáp lễ lại với Vương Bảo Nhạc. Tư thái chưa bao giờ xem mình là kẻ bề trên, lại dường như tỏ vẻ thấp hơn Vương Bảo Nhạc một chút. Đây cũng là nhiệm vụ thứ hai mà Hứa Mỗ kỳ tới đây, bởi vì thủ đoạn cao minh thật sự khiến Thương Mang Đạo Cung khó chịu nhất, chính là chính thức hòa vào làm một với Thương Mang Đạo Cung. Trên tay của nó có người, trên đùi có người, tâm can tỳ phổi đều có người. Như vậy thì nó còn chém kiểu gì nữa? Cho dù có chém thì cũng sẽ bị trọng thương, nên không phải đến lúc cùng đường thì sẽ tuyệt đối không ra tay với chúng ta. Hứa Vân Khôn nói đến đây thì hai mắt sáng rực, một cỗ khí thế khó tả cũng bừng lên từ trên người hắn. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì cũng thầm chấp nhận, lòng nghĩ người này không hổ là đa mưu túc trí. Thật ra những lời phân tích của hắn rất đúng. Quả thật sau khi tới đây thì bản năng của nhóm Bách Tử Liên Bang đầu tiên không hề nghĩ tới chuyện hòa hợp với Thương Mang Đạo Cung. Thương Mang Đạo Cung coi họ là người ngoài, mà bọn họ cũng cảm thấy mình không phải là tu sĩ đạo cung, tự coi mình là người ngoài. Về việc này thì Hứa Mỗ có một vài suy nghĩ, đến lúc đó kính mong Vương Thành Chủ thương trợ. Hứa Vân Khôn lại nói chuyện với Vương Bảo Nhạc một lúc, mãi cho đến khi đã hiểu rõ toàn diện thì mới ôm quyền cúi đầu cáo từ. Trước khi đi hắn lại cười khổ nói một câu: Vương Thành Chủ, chuyện năm đó xin để nó qua đi. Cứ để gió cuốn đi. Vương Bảo Nhạc nhìn Hứa Vân Khôn, trong ánh mắt ánh lên vẻ tôn kính. Hắn đã hiểu ra so với lão hồ ly này mình vẫn còn non lắm. Trên người của Hứa Vân Khôn này còn không ít điều mà mình phải học theo. Nghe được câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, Hứa Vân Khôn nhìn hắn một cái thật kỹ, cuối cùng mới bật cười thật to, lại cúi đầu lần nữa. Lúc này hắn mới rời đi. Mãi cho tới khi thân ảnh của hắn biến mất ở trên bầu trời thì Vương Bảo Nhạc mới nhào mắt lại, trầm ngâm một lúc rồi cảm khái: lão cáo già này đúng là không đơn giản, có thể khai sáng ra một tông môn nữa. Thời đại khi đó, từ hai bàn tay trắng vốn đã không phải là kẻ đơn giản rồi. Nhân vật như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn kết thù oán làm gì, cũng giống như đối phương không muốn kết thù oán với hắn vậy. Về phần chuyện ở trên mặt trăng, theo Vương Bảo Nhạc thấy, nếu đã bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Dù sao thì lão cáo già này đến, người đau đầu cũng là Thương Mang Đạo Cung. Có một nhân vật như thế ở bên cạnh cũng khiến cho đệ tử liên bang ở đây yên tâm hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mỉm cười thu hồi những bố trí xung quanh, bay thẳng về phía Thanh Hòa Đảo. Vừa quay về, đồng phủ không bao lâu thì không biết Kim Đa Minh
nghe tin từ nơi nào mà đã chủ động tìm tới. Vừa tới thì Kim Đa Minh vẫn giữ vẻ mặt không dám tin, giọng nói vô cùng khoa trương, mang đầy vẻ kinh ngạc, làm cho Độc Phủ cũng phải rung chuyển. Đậu Xanh, ngươi thật sự là Vương Bảo Nhạc cơ. Ngươi, sao ngươi lại gầy như vậy chứ? Vừa rồi ta nhìn cả buổi cũng không dám nhận đấy. Ngươi làm sao mà hay thế? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kim Đa Minh, trong lòng của Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, nhưng lại ra vẻ răn dạy. Tiểu Minh, không ngờ ngươi là cái loại người trông mặt mà bắt hình dong. Có biết tại sao trước kia ta lại làm bản thân béo như thế không? Chính là vì từ nhỏ tới lớn, ta đã quá mệt mỏi về đám chuyên nhìn mặt như thế, nên mới làm cho mình béo lên. Như vậy thì ta sẽ không bị quấy rầy nữa, có thể làm một mỹ nam tử yên tĩnh. Tiếc là lần này tu vi đột phá, sơ ý nên mới lấy lại nguyên dạng. Ấy, đúng là đau đầu thật mà. Chương 586, Cầu Thân. Lời cảm khái của Vương Bảo Nhạc rơi vào tai Kim Đa Minh, khiến hắn thộn mặt ra, há miệng muốn nói gì đó. Nhưng để ý thấy Bảo Nhạc liếc mắt nhìn mình một cái. Chào ngay mắt này như mang theo uy hiếp. Kim Đa Minh lập tức xấu hổ, gượng cười, nên nuốt lời muốn nói xuống. Nhưng nếu bảo hắn trái lương tâm để nịnh nọt, thì lúc này hắn thật sự không thể làm được. Nên hắng giọng một cái, lấy một tấm thẻ ngọc ra khỏi vòng tay chữ vật đưa cho Vương Bảo Nhạc. Đây là bảng cống hiến của Bách Tử Liên Bang các ngươi mà Liên Bang công bố. Ta cố ý mang tới đây cho người đấy. Kim Đa Minh vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy hài lòng, hai mắt cũng sáng lên. Vừa nhận xong thì lập tức mở ra xem. Khi thấy tên của mình chém chệ đứng đầu, lại hơn hẳn Lý Dị đứng thứ hai, hơn 10 bản công pháp, thì trong lòng của hắn lại càng thỏa mãn hơn. Cảm thấy mình chỉ cách chức Tổng thống Liên bang này một lần quay về nữa mà thôi. Nghĩ tới chuyện chỉ cần mình quay về, Đoàn Mộc Tước phải lập tức nhường, thì trong lòng của Vương Bảo Nhạc lại càng chờ mong hơn. Hắn vô bụng một cái, mặc dù lúc này trên bụng không có nhiều thịt mỡ nữa, vỗ lên không sướng bằng lúc trước, nhưng thói quen vẫn là thứ rất khó bỏ. Bảo Nhạc cũng không để ý gì nhiều, chỉ hất cằm lên hắng giọng một cái. Tiểu Minh à, ngoài trừ cái bản danh sách này, thì ngươi không mang thêm thứ gì khác nữa. Thân là người kế thừa của tập đoàn Tam Nguyệt, Kim Đa Minh vốn đã thông minh hơn cười. Này nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, thì lập tức mỉm cười lấy ra một túi chữ vật dâng ra. Bảo Nhạc mở ra xem xét, thì hai mắt lập tức sáng rực lên. Khi nhìn về phía Kim Đa Minh, thì ánh mắt trở nên vô cùng hài lòng. Bởi vì bên trong túi chữ vật này chứa đầy đồ ăn vặt, đủ loại đủ vị thì không nói, ngay cả nước băng linh cũng có cả hơn 100 thùng. Đối với Bảo Nhạc đã đến Thương Băng Đạo Cung hơn 1 năm, liếm hết đến mấy đồ ăn vật cuối cùng còn sót lại biết bao nhiêu lần, đến mức không còn chút mùi vị nào, thì đây đúng là đại lễ thật sự. Thế nên Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà vội vàng lấy một túi ra, xé bao cho vào miệng nhai vài cái. Sau đó toàn thân của hắn chấn động, nhắm mắt lại hồi lâu mới thì thào. Đây đúng là hương vị quê hương. Vương Bảo Nhạc ta không phải mê đồ ăn mà là nhớ nhà. Kim Đà Minh chớp mắt nhìn, thầm nghĩ mình đưa ra danh sách xong lại tặng thêm đồ ăn vặt. Nhất là mình không hề phản bác lại mấy lời tự kỳ của Vương Bảo Nhạc trước đó, chắc cũng hòm hòm rồi. Thế nên hắn hắng giọng một cái, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: Bảo Nhạc à, có chuyện này ta cần nói cho người biết. Vương Bảo Nhạc lấy một lọ nước băng linh ra hớp một ngụm, toàn thân vô cùng sảng khoái, tâm trạng cũng sung sướng hẳn ra. Nhìn Kim Đa Minh cũng thấy thuận mắt hơn xưa rất nhiều. Này nghe hắn nói vậy thì hào phóng khoát tay: Chuyện gì thế, cứ nói đi. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Kim Đa Minh lại ra vẻ khó xử, rồi thở dài một hơi: Bảo Nhạc à, hơn 1 năm nay ta đúng là số khổ mà. Chuyện chúng ta là anh em tốt thì cả xã hòa đều biết, Liên bang cũng biết, nhưng ta thần bất do kỷ, lần này ta đến là có nhiệm vụ trong người. Nói tới đây, Kim Đào Minh dè dặt quan sát nét mặt của Vương Bảo Nhạc, phát hiện bàn tay đang bốc bộ ăn của Vương Bảo Nhạc khựng lại, thì hắn vội nói liên thoáng: Ai, nói chung cũng tại người xuất sắc quá nên mới khiến tên Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước Vạn Ác kia kiêng kỵ ngươi. Hắn lại vô sỉ chơi trò hèn hạ
uy hiếp ta, bảo ta tới đây chia sẻ với người. Bảo Nhạc à, đây không phải là huynh đệ ta trở mặt, ta thật sự không còn cách nào khác. Tuy tập đoàn Tam Nguyệt bọn ta rất lợi hại, nhưng vẫn không bằng tên Đoan Mộc Tước Vũ gì kia. Tên đó quá đáng lắm, ép ta tới đây để cạnh tranh với cả huynh đệ của ta. Bảo Nhạc, sau khi nghĩ kỹ thì ta cảm thấy cách tốt nhất chính là nếu sau này ta thật sự trở thành tổng thống liên bang, thì sau này người sẽ là phó tổng thống. Đến lúc đó có chuyện gì thì sẽ do người quyết hết. Kim Đa Minh bị phẫn ra mặt. Một bộ ta cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng hắn vừa nói tới đây thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mỉm cười, buông tôi đồ ăn vặt trong tay xuống, cũng đặt nước băng lính qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Đa Minh. Tiểu Minh à, chuyện này có là gì đâu? Vương Bảo Nhạc ta là người hẹp hòi tới vậy sao? Cứ cạnh tranh công bằng, tất cả đều vì liên bang cả. Nhưng thương bang đạo cung này rất nguy hiểm, người ở đây ai cũng hung tàn cả. Ai, nói không chừng ngày nào đó có người gai mắt người. Vương Bảo Nhạc cảm khái lắc đầu, còn nói chưa hết lời, nhưng vẻ sắc lẹm trong mắt đã không hề giấu giếm chút nào nữa. Trong lòng của hắn thầm hừ một tiếng, thầm nghĩ dù ai cũng không được, hễ tới cạnh tranh tới ông đây thì đều là kẻ thù cả. Đồng thời hắn cảm thấy lời của Kim Đa Minh nghe có vẻ hơi quen tai, lập tức nhớ ra ngày xưa mình lừa Lý Uyển Nhi kiểu gì. Bảo Nhạc à, việc này ta cũng không muốn làm, nhưng Đoan Mộc Tước ý thế ép người. Còn nữa, ta nhớ tổng thống liên bang nhất định phải xuất xứ từ bốn đạo viện, tập đoàn Tam Nguyệt của các người cũng được cả. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì quay sang nhìn Kim Đa Minh. Kim Đa Minh chớp mắt vài cái, nếu nói hắn không có hứng thú trở thành tổng thống liên bang thì chắc chắn là không thể nào, nhưng cân nhắc một lúc thì vẫn nói rõ ràng. Giữa năm ngoái, Đoan Mộc Tước đã an bài ta vào đạo viện Bạch Lộc để tiến tu nửa năm. Đây không phải là do ta tự nguyện, mà là cái tên Đoan Mộc Tước vạn ác kia cưỡng chế ra lệnh. Vương Bảo Nhạc vừa nghe xong những lời này, cười như không cười nhìn lướt qua Kim Đa Minh. Với hiểu biết của hắn về Kim Đa Minh, Đoan Mộc Tước từ chủ trường là một chuyện, ngoài ra nhất định chính bản thân Kim Đa Minh cũng dục dịch trước cơ hội này. Mặc dù hai người đã có từng nhận chức trước thời gian ở Xa Hỏa, nhưng cuối cùng Kim Đa Minh cũng không phải không đạo. Không đạo rất phục mình, nhưng trong lòng Kim Đa Minh này lại rất kiêu ngạo. Thế nên có lẽ chuyện này đúng là không phải do hắn chủ động, nhưng chắc là cũng có ý muốn nương theo. Nhưng suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện đều là do Đoan Mộc Tước. Cảm giác cống hiến của mình đã vượt xa tưởng tượng của ông ta. Lúc trước lại nói quá mạnh mồm, sợ mình về giành chức nên mới làm vậy. Xem ra ta cần phải lấy cả 100 bản công pháp về, để cho tên tiểu Đoan Mộc kia hoàn toàn hết hy vọng, ngoan ngoãn thoái vị mới được. Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì thầm lấy làm tự hào. Phóng mắt nhìn tất cả liên bang này, cũng chỉ có một mình hắn mới có bản lĩnh tạo thành áp lực lớn cỡ đó cho tổng thống liên bang. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mới khoát tay chặn lại, không nói về chủ đề này nữa. Kim Đa Minh thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn cũng có dã tâm, nhưng không muốn đắc tội Vương Bảo Nhạc. Mấy lời trước đó, phần lớn đều là thật tình, sở dĩ phải đánh tiếng trước với Vương Bảo Nhạc cũng là vì đề phòng ngày sau quan hệ của hai người trở nên tệ đi. Dù sao thì hắn cũng biết rõ, cái tên Vương Bảo Nhạc này thoạt nhìn cứ cười tủm tỉm như thế, nhưng lại là kẻ hung ác và cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên lúc này, trong lòng thật sự cảm thấy đau đầu, theo bản năng lịnh lọt vài câu. Sau đó, hắn lại nói chuyện thêm hồi lâu, mãi cho tới khi sắp hoàng hôn thì Kim Đa Minh mới cáo từ. Dõi mắt nhìn Kim Đa Minh rời đi, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng vẫn cảm thấy dù Đoan Mộc Tước chống lưng thì vẫn khó mà vượt qua được mình, nên cũng chẳng quan tâm lắm. Sau khi quay về động phủ thì tiếp tục đà tọa tu luyện công pháp. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua từng ngày. Ngoài trừ tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Kim Đa Minh thường xuyên tới chào hỏi hắn, thì cũng có vài người quen cũ trong nhóm Bách Tử Liên Bang mới tới đến thăm, nhưng chắc nhất tiền vẫn không hề xuất hiện. Bảo Nhạc cũng chẳng thấy bất ngờ khi hắn ta không xuất hiện, nhưng vẫn liên hệ với Vân Phiêu Tử, nhờ hắn ta tìm người theo dõi Trác Nhất Tiên. Trong lòng thầm nghĩ nên tìm cơ hội nào đó để giải quyết mâu thuẫn giữa hắn và Trác Nhất Phàm.
Nhưng ngày thứ 5 sau khi đến Thương Mang Đảo Cung thì Trác Nhất Tiên này đã mất tích. Chẳng rõ hắn ta đã đi đâu, ngay cả Vân Phiêu Tử cũng không thể tìm ra manh mối. Điều này khiến cho Bảo Nhạc cũng phải giật mình, thầm nhớ đến lời nói của Tông Chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông trước đó. Hắn như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, bên trong Thương Mang Đạo Cung lại xảy ra một chuyện lớn truyền khắp cả tông môn, truyền sự chú ý của Vương Bảo Nhạc đi. Việc này là do Tông Chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông gây ra, khiến cho bốn phương rung chuyển, làm cho bất kỳ người nào nghe thấy cũng phải há mồm kinh ngạc, trong lòng giật mình không thôi. Ngay cả Diệt Liệt Tử cũng phải hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ không dám tin ngay sau khi nghe tin. Bởi vì vị hứa tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia lại cầu hôn Phùng Thu Nhiên, không phải cầu hôn cho bản thân hắn, mà là cầu hôn Phùng Thu Nhiên thay Lý Hành Vật. Hết chương 586. Chư vị nghe chuyện, xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo.